Cái giấy hỏi đây, hỏi về cái cách tu về pháp môn niệm Phật, nên nghĩ tưởng gì và niệm Phật cách sao, pháp môn tu đó lợi ích lớn nhỏ thế nào, đại để như thế. Thì xin xin đáp rằng là bây giờ đây là mình học kinh Pháp Hoa, còn về cái pháp môn niệm Phật tu tịnh độ thì cũng là một pháp môn tu hành tốt chứ không có gì hết. Chỉ có cái điều là hả, mình học mà mình học đi sâu vào cái lý thì xử lý nó viên dung thì là cái kết quả nó lớn hơn. Còn như mà mình niệm Phật bình thường chỉ niệm danh hiệu thôi thì cái kết quả nó có hạn chế, nó không lớn bằng. Mà bữa hôm nay đó, cái buổi học này thì xin hoan hỷ cho không trả lời những câu hỏi riêng như vậy, là nếu mà cần thì có thể gặp ở một cái chỗ nào đó khác, một dịp nào khác, hoặc là những cái buổi mà tôi trả lời ở bên Thiền viện Quảng Đức, chỗ văn phòng giáo hội trung ương đây, thì nêu những câu hỏi này là rất tốt, rất tốt, có đề tài để trả lời cho phổ biến cho Phật tử. Nhưng mà ở đây thì học chuyên kinh bộ rồi, không có thì giờ để trả lời riêng như vậy. Xin Phật tử nào đây là thông cảm cho. Đúng ra trả lời cũng không phải là không có bổ ích, nhưng mà nó xen cái thì giờ của kinh Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 14 tháng 7 năm 96. Ta triển khai tiếp tục về kinh Pháp Hoa kỳ thứ hai, kỳ thứ 18. Đây là kỳ thứ 18. Ta tiếp tục triển khai về cái phẩm Hóa Thành Vụ. Thì xin nhắc lại đại chúng, hôm nay đó là ta tìm hiểu về cái nguyên văn của cái bộ kinh Pháp Hoa, mà toàn thể Phật tử đều có thọ trì đọc tụng ở nơi các chùa, là các vị tụng cái đó đó, tụng những cái điều mà mình đã tìm hiểu, mình đã học trong hai kỳ hay là ba kỳ gì đó vừa vừa qua đó. Thế thì đại chúng thấy rằng là kinh là cái lời lẽ mà Phật dạy cho các hàng đệ tử, trong đó hoặc là hàng Thanh Văn, hoặc là hàng Bồ Tát, và trong cái hội đông đảo đó có những hạng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thì tất cả những cái lời mà gạn hỏi cật vấn đều là những cái lời đối thoại và giải đáp qua lại giữa Phật và các đệ tử, tức là giữa thầy và trò, để thầy truyền đạt cho trò một cái nhận thức về chân lý,
cái cách nhận thức về chân lý và cái cách mà bồi dưỡng thân khẩu ý của mình làm thế nào cho nó trong sáng, nó thanh tịnh để được có sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự tại, sự khinh an. Và nếu đạt tới đỉnh cao là có bồ đề nước bạc vô thượng. Thành ra cái việc mà ta nghiên cứu mấy tuần qua trong cái phẩm Quá Thành Vụ đó đều là những cái lời dạy dỗ, bàn luận, hỏi đáp giữa Phật và đệ tử, giữa thầy và trò. Lấy cái mẫu mực đó mà suy thì đại chúng thấy rằng là tất cả các kinh đều như vậy hết, đều là lời dạy của Phật, đều là cái lời hỏi, thưa hỏi của học trò, tức là các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Do vậy cho nên là trước sau như một, tôi đã báo với đại chúng là tất cả kinh điển mà của tôi soạn viết ra là tôi không có cái, không có chú trọng cái việc mà tụng, mà tôi chủ trương là tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Đọc kinh, tụng kinh, nghiên cứu kinh là cốt là nắm cái tôn chỉ, cái mục đích, cái lời dạy của Phật dạy cho chúng ta cái gì. Chứ còn ví dụ như là cái nghi lễ hình thức theo cái kiểu mà bắt đầu vô cái là án tu rị ma, tu rị ta bà ha, án ta phạ bà phạ, thuộc đạt ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuộc đổ hám, an thổ địa chân ngôn, án nga nga nặng tam bà phạ việt nhật ra học. Mấy cái đó tôi không cần làm, vì cái đó là thuộc về cái nghi thức. Mà bắt đầu nghi thức mà đưa vô mấy câu thần chú như vậy có nghĩa là đào tạo cho người ta, nhắc nhở cho mọi người rằng đừng thèm hiểu cái gì hết, cứ nói như vậy là xong. Là vì thần chú, cái công dụng của thần chú là tam mật tương ứng, nghĩa là không cần nghĩa. Cái môn Đà La Ni mà tu cái môn Đà La Ni là không cần nghĩa, cứ nói là mà gì đó nhà nó nhà nó nhà nó thì nhà nó gì thì nó mà thầy gì thì nó tức nó mà thầy gì thì nó thì cái nó nè gì thì nó thì cái nó già thì già gì đó liền ta nó mò gì đó nhà ta nó già nó thì nhà ta, cứ như thế mà tụng. Thì tự trong đó nó có nghĩa là cột thân, cột khẩu và cột ý trong đó, rồi nó thanh tịnh bằng cái kiểu mà không cần hiểu biết. Thế thì là không phải là không có lợi, nhưng mà cái lợi theo cái kiểu của cái tôn đó. Thì ta cột thân, cột khẩu, cột ý bằng cái câu thần chú. Do vậy cho nên là cái môn thần chú là không có cắt nghĩa. Mà như tôi nói đó, cái chủ trương của tôi là hiển giáo, tức là phải học hiểu, tìm hiểu càng kỹ càng tốt, để cho có một cái trí tuệ nhận thức chân lý bằng cái nhận thức của chính mình, chứ không phải là nghe lời Phật đó. Phật hướng dẫn, nhưng mà ta cần phải nhận thức bằng cái của ta, thì nó có một cái sự lợi lạc rất là lớn. Vì vậy mà để ý cái đó, để mà mình học các kinh khác cũng vậy hết. Nói thẳng ra là không có kinh nào tụng có phước hết. Nói đó nghe đau khổ à. Nhưng mà nói rằng là hoàn toàn không có phước là cũng vô lý. Người ta có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, người ta mới tụng kinh Phật chứ, ta mới tới chùa ta tụng chứ sao gọi là không có phước. Nhưng mà để không có phước đây có nghĩa là nếu mà mình tụng không thôi á, thì về cái công lao mà tụng đó, mình không có được phát huy cái trí tuệ gì hết trơn trời. Tuy nhiên là nó có công dụng là trong cái lúc mà mình ngồi mình tụng, miệng thì đọc tụng kinh, thân thì ngồi tại chánh điện, ý thì chăm chăm để đọc chữ, thì tất nhiên là nó cũng ràng buộc, nó cột thân khẩu ý của mình trong giờ phút đó. Nhưng mà nó bất lợi ở cái chỗ, nó thua ở cái chỗ là nếu mà mình rời khỏi cái giờ phút mình tụng kinh
thì coi như thân khẩu ý của mình nó trả về với cái sinh hoạt của bình thường của thế tục, mà mình không còn cái gì để mình giữ gìn, mình duy trì để mình hóa giải những cái phiền não vô minh, những cái khó khăn nó xảy đến mà mình không có cái trí tuệ bằng cái nhận thức của mình để mình đem theo, mà nó ở trong kinh hết rồi, nó ở trước bàn Phật hết rồi. Thế thì là những cái nguy cơ đi dọc đường đó, mình gặp chỗ này chỗ kia đó, mình không có cái gì để hóa giải. Do vậy mà nó không có lợi là vậy đó. Chứ còn nói không có lợi hoàn toàn thì không đúng. Nói không lợi hoàn toàn là ý nói giống như là mình học cái sách nấu ăn nữ công gia chánh. Mà nếu mà mình không có thuộc, mình chỉ đọc thôi, thì mình không có nấu ăn được. Mà không nấu ăn được thì cái công mình học nữ công gia chánh coi như không có lợi gì hết, là cái ý vậy đó. Vì không biết cái gì để nấu ăn hết, cứ đọc trong chữ không. Nhưng mà phân tích một mặt khác thì nó hơn cái mà đọc nữ công gia chánh mà không biết gì hết. Nữ công gia chánh không biết gì hết, không thuộc, không nhớ gì hết thì nấu ăn không được, là coi như là cái học nó không có lợi. Nhưng mà xét về cái phương diện của đạo Phật á, thì đọc kinh không hiểu gì hết vẫn có lợi được một phần. Là vì nếu người ta không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không có tin Tam Bảo, người ta không đi tụng kinh. Với lại trong thời gian tụng kinh, ta cột được thân khẩu ý trong giờ phút đó, cho nên hơn, khá hơn cái đọc sách nữ công gia chánh mà không nấu được món ăn. À, bây giờ đây thì nói vậy để nhắc Phật tử chúng ta là học kinh để ý, để mình nhớ, nhớ mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày, nó mới là đem lại kết quả lớn lao. Giờ đây tiếp tục triển khai là coi như ôn ra nha. Cái phần thâm nghĩa này là cái phần coi như là đúc kết và ôn lại. Còn lại về cái phẩm quá thành dụ, Đức Phật Thích Ca kể lại sự tích về quá trình hành đạo, chứng quả của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật cách đây bất khả thuyết, bất khả thiết vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp. Thế mà với tri kiến Phật, sự kiện đó như là việc hiện tiền. Như Lai thấy biết không cần có sự hồi ức khó khăn. Nói sự việc này nhằm dạy cho người đệ tử Phật rằng tri kiến của Như Lai là thứ tri kiến bản thể, hiện tượng duyên sanh hình thành lâu hay mau, sự hiện diện, sự kiện biến, diễn biến sinh ra lớn hay nhỏ đều sanh khởi từ bản thể hiện hữu trong bản thể bất biến tùy duyên ấy. Vì vậy chuyện xa xưa hung hút ấy với tri kiến Phật y như đang có hiện giờ. Đó, mình ôn lại cái vấn đề tại sao Đức Phật lại nhớ cái chuyện mà xa xưa bất khả thuyết, bất khả thiết vô lượng vô biên kiếp như vậy, dễ dàng như vậy. Là nói như vậy để mà Đức Phật muốn nhắc với các cái hàng Phật tử rằng quá khứ hiện tại và vị lai nó không có cái ranh giới giống như ta tưởng đâu. Sở dĩ mà ta thấy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai ngăn cách là ta dựa vào những cái hành tinh, những cái thiên thể, những cái sự mà biến chuyển hoạt động của vật chất, cho nên thấy ra có ngày có đêm. Điều này ai cũng biết, do cái quả đất nó xoay mà có ngày có đêm, và cũng do cái quả đất, cái độ nằm nghiêng của nó so với cái trục Nam Bắc, nó lệch đi cái độ mà nó thành ra có xuân hạ thu đông.
Thế thì là ngày, giờ, năm, tháng, thời tiết đều là dựa trên cái sự vật hiện tượng mà có. Tức là đứng trên bên cái mặt mà vạn pháp giai hữu, thì có ngày, có giờ, có năm, có tháng, có quá khứ, hiện tại gì? Vị lai, à là tại vì ta nhìn sự vật hiện tượng bên cái mặt vạn pháp giai hữu, nghĩa là ta cho rằng vạn pháp là có thật, là thật có. Còn nhìn bằng cái trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, ta nhìn bằng cái tuệ nhãn, bằng cái Phật nhãn thì vạn pháp giai không. Do vậy mà nó vượt qua cái nghĩa, cái nghĩa quá khứ hiện tại vị lai. Ta không có dựa vào cái trục quay của quả đất lệch hay không lệch, do đó cho nên có vấn đề xuân hạ thu đông. Ta không có dựa vào cái vòng quay của quả đất, cho nên không có cái vấn đề ngày hôm qua và ngày nay. Ta không có một cái người, ta không dựa vào cái người đầu tóc bạc phơ, lưng mỏi gối dùng 80-90 tuổi cùng với cái đứa nít 7 tuổi ta so sánh. Không có dựa vào cái đó để so sánh, cho nên không có đặt cái vấn đề 70 năm và 7 năm. Mà ta đặt cái vấn đề 7 năm của đứa nít 7 tuổi, 70 năm của bà già, ông già 70 tuổi, là tại vì ta dựa vào cái hiện tượng của người già và cái dáng vẻ của đứa nít. Thế thì nhìn bên cái vạn pháp giai hữu thì có ông già 70 năm, có đứa nít 7 tuổi, tức là mới 7 năm. Còn đây ta nhìn bằng tuệ nhãn thì ta nhìn vạn pháp giai không. Ta không dựa vào trên cái hiện tượng duyên sanh này. Thì thời gian vô tận chỉ là một khối, thời gian và không gian là một khối hỗn hợp với nhau mà không có ngăn cách gì hết. Do vậy mà Kinh Kim Cang Đức Phật nói rằng là tất cả tâm của chúng sanh trong 10 phương pháp giới Đức Phật đều biết hết. Bởi vì sao vậy? Vì quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm không, không có. Thế thì là gọi là tâm, chứ kỳ thật nó là một cái thể thanh tịnh ở trong cái vũ trụ bao la. Mà pháp thân Phật cũng tức là cái thể thanh tịnh hiện hữu và là phổ biến, gọi là tỳ lô giá na đó mà, phổ biến khắp 10 phương và 3 đời. Do vậy cho nên không có một sự kiện nào mà xảy ra mà không ở trong cái pháp thân Như Lai. Vì vậy cho nên Như Lai nói lên cái việc mà Như Lai nhớ kỹ, nhớ rõ đó, là để dạy cho mọi người phải nhìn bằng cái tuệ nhãn, đừng có dựa trên cái thực chất của vật chất là vạn pháp giai hữu, thì các vị sẽ thấy không gian và thời gian chẳng có gì lâu mau, chẳng có gì ngăn cách. Cái đó là phải tư duy, phải tư duy thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, đây là cái đồng hồ. Mà các vị thử tưởng tượng, các vị đừng có nhìn đồng hồ, thì ngay từ bây giờ cho tới 3 giờ chiều mà các vị đừng có nhìn đồng hồ, đừng nhìn mặt trời, thì các vị có thấy rằng thời gian quá khứ hiện tại vị lai không? Không có. Lúc nào cũng y như lúc này. Sở dĩ mà các vị ngồi từ 8 giờ này cho tới 3 giờ chiều mà các vị thấy các vị ngồi mà lâu bằng cái kiểu mà các vị dựa trên đồng hồ thì là tới 6-7 tiếng đồng hồ. Thế kỳ thật trong thời gian ngồi đó không có giờ nào. Nó từ 8 giờ tới 3 giờ chiều là một cái khoảng không gian và thời gian đó không có gì để mà chia cắt. Mà chia cắt gọi là 8 giờ tới 9 giờ là 1, 9 giờ tới 10 giờ là 2, 10 giờ tới 11 giờ là 3, là dựa vào cái đồng hồ mà các vị làm ra, con người làm ra. Chứ sự thật khoảng đó không có gì hết. Đó là cái nghĩa mà Phật muốn dạy cho ta tư duy để nhận thức về chân lý. Chứ Phật không có ảo thuật vậy đó, cũng không có bù phép vậy đó. Phải nhận thức chân lý như vậy mới thấy được cái chân lý thật, mới thấy cái điều cái lẽ thật
của cái sự biến chuyển duyên sanh của vũ trụ vạn hữu. Thành tôi xin nhắc đại chúng là Phật không hề có vận dụng một cái gì có tính chất ảo thuật là dị kỳ mà nó khác thường, không có. Phật chỉ là một cái người mà thấy rõ được cái sự diễn biến của sự vật hiện tượng, và Phật dạy cho mọi người sống đúng, sống hợp với cái lẽ đó, cái lẽ thật đó, gọi là chân lý đó, để đừng có cực khổ, đừng có mệt nhọc, đừng có đau đớn, đừng có hành hạ mình trong cuộc sống. Giáo lý của đạo Phật là vậy thôi à, chứ không có đòi cái gì nữa. Còn mình mà mình không sống đúng chân lý đó, thì các vị thấy rằng là nếu mà mình bơi một chiếc xuồng hay là mình lội, mà mình lội nước ngược, là ngược mà ngược của cái thác, thì mình không có lội nổi đâu. Có lội mà chết đi nữa mình lội cũng không nổi đâu, vì là cái thác nó đổ xuống mà. Mà mình ở dưới chân thác mà mình lội lên vậy là mình muốn cải ngược cái quy luật của thiên nhiên rồi. Mình lội là mình chết thôi, mà lội cũng không nổi. Thế thì là bây giờ đạo Phật mới dạy cho người ta cái gì? À, các vị cũng muốn đi ngang qua cái thác ư? Nhưng mà nên nhớ rằng cái thác đừng bao giờ lội ngược nó nha. Các vị có thể lợi dụng cái thác này mà lên trên rừng mà đốn cây từng bè mà đốn thả xuống đem về làm nhà ở thì được. Nhưng mà đừng có dại dột mà bơi ngược cái thác. Bơi ngược cái thác là các vị sống ngược với cái lẽ thật của vũ trụ vạn hữu đã an bài, gọi là không đúng chân lý, là các vị mập nhọc vô ích và chết chóc cũng là vô ích thôi. Bây giờ các vị muốn ngoan một tí thì nếu mà muốn đi ngược thì phải chịu khó lội lên bờ, lên rừng, lên bờ mà đi, đừng có lội ngược thác. Còn không thì muốn thả xuống phải không, thì lên trên thác mà buông tay tự nó trôi xuống, nó rất là khỏe. Vì vậy là vì mình đúng cái quy luật của thiên nhiên, của vũ trụ nó an bài, cho nên là đi theo cái dòng xuôi của cái thác thì rất khỏe. Mà dạ dột muốn cải ngược lại cái lẽ thật của cái thác, của vũ trụ thiên nhiên, lội thì chỉ có cái chết mà không đem lại được gì. Thế thì chân lý là vậy. Sống thì phải sanh, già bệnh chết, mà sợ chết thì các vị sợ chỉ thêm khổ thôi, không có được cái gì hết đó. Thế giới này là sự vật hiện tượng, là sanh trụ dị diệt, phải cho nó dị, phải cho nó diệt, phải biết cái lúc nào nó dị, lúc nào nó diệt, thì các vị mới thấy có an tâm thôi. Chứ gì mua cái bàn về mà xài không muốn cho nó cũ thì chỉ còn có cách là giống như mình điên rồi, chứ coi như đó điên rồi. Mua cái tivi về xài mà không cho nó cũ là mình muốn cái gì nè. Nói cái này tôi nói con cái nhiều khi nó động chạm tới nữa mà tôi thấy tôi thất cười đó nha. Có người mua cái đầu máy video về của anh ta mần nó bóng láng vậy đó, mà về cái rồi sợ nó cũ, cái rồi lấy băng keo dán hết trơn cái máy, dán rồi cái rồi băng keo rồi bưng ra bưng tới bưng vô cái rồi nó tróc lên, nó sùi cái coi như là ghẻ hồn ghẻ lở vậy đó, giống như sida vậy đó. Cái tôi thấy rồi, ủa sao cái này nó sao nó làm gì dán kia, nó vừa dán cái này nó không cũ. Trời ơi, tôi nghe bằng cái lỗ tai mà của đạo Phật của tôi đó, tôi cười bể bụng ra. Tôi nói vậy thì chừng nào mình mới hưởng được cái đẹp của nó? Nếu mà mình sợ nó cũ mà mình dán như vậy thì hiện giờ mình đã không thưởng thức được cái đẹp của nó rồi. Rồi chừng nào mình mới dám gỡ cái đó ra để mình thưởng thức cái đẹp của cái đầu máy này? Thế thì coi như không có ngày hưởng cái đó. Thì thôi thì chỉ bằng đem về cứ xài ra rồi nữa nó trầy nó sẽ gì thì mình cũng có hưởng được lúc cái đẹp. Vậy mà có người làm thiệt đó. Mà làm thiệt như vậy là đây là mình nói, tôi không phải là tôi nói để tôi phê phán người ta. Cái tính xài kỹ lưỡng là tốt, nhưng mà kỹ lưỡng như vậy mình có hưởng được cái gì đâu.
cũng giống như tiền cứ cất hoài, bao nhiêu đô la, bao nhiêu vàng cất hoài, không dám ăn cái gì hết. Ăn thì là cứ đi lượm đồ, xin đồ, hủ qua đèo, cùi cải đồ ăn vậy, mà vàng đô la cất gì đó. Hỏi này để chi, nó cái này để dưỡng già, để dưỡng già, mà bây giờ già rồi, già 80 tuổi rồi mà hổng hưởng, thế thì dưỡng chừng nào đây? Trời đất ơi, cắt đĩa không được. Dưỡng già cái kiểu kỳ thì là dưỡng cái gì? 60-70 tuổi rồi mà đô la là vàng thỏi nè, đây nhà vậy mà không dám ăn cái gì hết. Hỏi tiền để chi, để dưỡng già. Hỏi dưỡng già sao, nó để dành bệnh hoạn uống thuốc. Mà bây giờ mà chưa có bệnh thì phải hưởng cái đó đi chứ. Cho nên tôi nói nghe có những cái mà mình cười bể bụng ra, tội nghiệp. Mà bây giờ nhân vậy, duyên vậy, quả vậy, báo vậy, không phải nói ai cũng nghe đâu nha. Lẽ tất nhiên là có những người xài bạc mạng quá là cũng không được à. Có nhiều ăn nhiều à, ăn ngon, ăn thoải mái, ngày mai này hết không cần biết. À, cái đó Phật cũng họ không có dạy cái kiểu bạc mạng đó. Cho nên là Phật dạy là dạy để mình nhận thức chân lý, bồi dưỡng trí tuệ để mình sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là cho nó có an lành. Chứ Phật không có cái ông gì lạ lùng gì hết đó cả. Tôi nghiên cứu kinh điển kỹ rồi, Phật không có phải là muốn làm một cái ông gì để cho người ta sợ sệt, người ta cung kính, ta lại lục, ta cúng dường gì hết. Không có. Là một người thấy được cái chân lý sung sướng quá, an lành quá, gọi là tự giác. Bây giờ cái sung sướng này, cái an lành, cái hạnh phúc này để làm gì? Để một mình hưởng thì nó cũng vậy thôi. Mà trong khi bao nhiêu người đang khổ sở vì cái sự vô minh che lấp, cho nên mới đem cái hiểu biết của mình mà truyền đạt, mà dạy cho người khác, để cho người khác được an lành, được hạnh phúc giống như mình. Đó là cái đức, là lợi tha, tự lợi rồi lợi tha, tự giác rồi giác, giác tha của Phật. Chứ Phật không có muốn làm cái ông gì hết. Và bản thân Ngài cũng chẳng có cái gì kỳ quặc lạ lùng. Cho nên cái vấn đề mà nói rằng Phật nhớ biết vậy đó, đừng tưởng là Ngài có cái gì ghê gớm, không có. Tại chân lý nó như vậy mà. Đã gọi là Phật hay thành Phật thì người đó phải là người đạt đến giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ tức là Bồ Đề, giải thoát tức là Niết Bàn. Mà nhớ một điểm là phải có Bồ Đề rồi mới có Niết Bàn. Phải làm thế nào cho mình có Bồ Đề? Mà Bồ Đề là cái quả của trí tuệ. Vậy thì Phật tử chúng ta là đệ tử Phật, và muốn có sự an lạc giải thoát là nhất định trên đường tu này là ta phải bồi dưỡng trí tuệ thôi. Ngày nào ta học Phật mà trí tuệ ta chưa phát sanh thì coi như sự an lạc, sự hạnh phúc của chúng ta chưa đem lại cho ta đâu. Mà ngày nào mà trí tuệ bắt đầu phát sanh và cứ bồi dưỡng lên mãi, đó là bắt cái ngày đó là cái ngày chúng ta vừa có Bồ Đề mà vừa có Niết Bàn. Hãy có trí tuệ sinh ra thì nhận thức đúng một phần chân lý thì cái phiền não vô minh đau khổ bên đây nó diệt được một phần phiền não vô minh. À, ta nhận thức được thêm 50% về chân lý tức là Bồ Đề, ta tăng lên được 50%.
Do vậy cho nên là cái sai trái bên cái phiền não vô minh này ta cũng quá giải, ta chặn đứng nó được 50% phiền não vô minh. Thế thì là bên này có 50% bồ đề trước rồi, thì song song đó bên này có 50% niết bàn. Ta thấy trọn vẹn chân lý là thành vô thượng bồ đề, có nghĩa là ta biết tất cả những cái nguyên nhân phiền não vô minh gây ra đau khổ trọn vẹn, thì ta không làm, ta không vi phạm vào những cái điều cấm kỵ để gây ra nguyên nhân đau khổ đó. Cho nên ta có niết bàn bồ đề vô thượng, thì đồng thời cũng có niết bàn vô thượng. Đó là quy luật trên đường tu hành, nó cũng có cái quy luật của nó. Do vậy cho nên là phải là có bồ đề mới nhận thức được chân lý, mới tránh xa được những cái nguyên nhân nào là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên cái này là hay á, hay lắm. Nói một cách khác là người phải thực chứng được cái quả vị vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Chứ bồ đề là cái đỉnh cao của trí tuệ, chứ không có cái quả gì hết trơn á. Không có cái quả bồ đề gì hết á. Nhưng mà trí tuệ ơi, mà nó đạt tới cái đỉnh cao, không còn một cái án vô minh nhỏ nhặt nào mà có thể bị che lấp được cái mặt trời trí tuệ này. Nó giống như là cái trí tuệ mà vô thượng bồ đề dưới như mặt trời vậy đó. Mà còn là vô minh là ví như mây đen vậy, mây đen sắp mưa bão, mà cái mặt trời trí tuệ mà hiển lộ ra tới cái lúc mà không còn một cái mảnh mây đen nhỏ nhỏ nào hết, thì lúc bây giờ là bầu trời xanh trong và mặt trời sáng tỏ. Mặt trời sáng tỏ cho nên mới vén hết những cái mây đen. Cái mây đen vô minh phiền não kia thì là sẽ rạng rỡ bầu trời. Cho nên là trong đạo Phật có thường thường ở trong chánh điện bằng tổ nè, tấm biển vậy hay để Phật Nhật Tăng Quy. Phật Nhật tức là cái mặt trời giác ngộ, cái mặt trời tỉnh thức, các mặt trời Phật, chứ Phật có nghĩa là tỉnh thức, có nghĩa là giác ngộ. Cái mặt trời tỉnh thức, cái mặt trời giác ngộ này, nó mỗi lúc nó mỗi thêm sáng, mà nó thêm sáng thêm á, thì cái mây đen nó tiêu. Vì mây đen tiêu cho nên mặt trời mới thêm sáng, mà hễ mặt trời thêm sáng thì mây đen phải tiêu. Do vậy cho nên cái người tu hành là phải cần bồi dưỡng cái Phật Nhật cho nó tăng quy, nó sáng ra. Mặt trời sáng là mây đen tự tan mất hết. Do vậy mà có bồ đề thì có niết bàn, có mặt trời mọc thì tự nhiên bao nhiêu cái mây đen tối vô minh này tự nó mất hết. Trên đường tu nhân thành Phật đến giờ tuệ ví như hai cánh của hai con chim. Khi chim bay hai cánh vận chuyển nhịp nhàng đồng bộ thì chim mới bay đến đích. Sẽ đi một cánh thì chim chẳng bay được. Đức Phật Thích Ca cho biết rằng Đức Đại Thông Trí Thắng chuyên tâm thiền định trọn một tiểu kiếp, hàng phục phá ma quân rồi mà pháp Phật không hiện ra. Pháp Phật không hiện ra có nghĩa là trí tuệ chưa đầy đủ, bồ đề chưa viên mãn. Đây là ôn mà. Ôn là cái đoạn trước đó, để nói đúc kết lại rằng chúng ta phải nắm vững cái vấn đề tu hành. Chúng ta tu định không à, mà trí tuệ chưa phát sanh, thì cũng như con chim có một cái cánh, không có bay được đâu. Mà tu định thì là phải có tuệ. Cái người tu định phải biết rằng tu định để phát huy trí tuệ, chứ mà tu định mà để mà ngồi cho nó chết liệm như là tượng đồng, tượng gỗ, tượng đất, là cái định đó định sai rồi đó.
cái định đó không có đem lại cái kết quả gì hết. Bởi vì tất cả những cái thứ tượng đồng, tượng đất, tượng gỗ, tượng xi măng có ngồi cứng khư như vậy triệu năm này cho tới triệu năm khác cũng không được thành cái ông gì, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho cái tượng đó và cho người khác. Mà cái định của Phật giáo là cái định để mà bồi dưỡng, để mà phát huy cái trí tuệ. Cái định này là giống như là người ta khéo léo, người ta tạo cái điều kiện cho cái bóng đèn, đèn ống khói đó, đèn tỏa đăng á, của nhà quê người ta xài hồi xưa, bây giờ thì ít có xài, Sài Gòn đâu có xài. Cái ngọn đèn có cái bóng cao á, lửa rất là nhiều, mà gió mà nó bạc nó đàn vậy á, là cái đèn không có xài được gì hết. Muốn xỏ cái lỗ kim, muốn mai giá trúng đồ, muốn gấp cái dĩa đồ ăn gì trúng lúc ăn cơm tối đó mà gấp không có trúng, là vì nó cứ nó chập chờn. Thế thì là bây giờ cái người trí, ta kinh nghiệm dài dặn trong cuộc sống, ta mới lấy bóng đèn ta chụp lại, chụp lại cốt là để cho ngọn lửa nó đứng yên. Mà cái đứng yên này nè, đứng yên này là viết cho định này nha. Đứng yên này là để có cái gì? Từ cái đứng yên này để nó phát sinh ra cái công dụng là ánh sáng, để người ta có thể mai giá được, người ta xỏ kim được, người ta làm những cái gì, ta cắt bóng tay nhỏ xíu ta cũng làm được. Rồi còn tất nhiên là trong cái mâm cơm mà đồ ăn tối đó mà, thì ăn rất là tốt. Là cái định đó, cái ngọn đèn đứng yên mà người ta làm đó, là cốt là để lấy ánh sáng để mà ăn cơm, để mà mai mà giá mình làm công việc. Chứ nếu mà trùm cái bóng lại rồi mà cái bóng nó lại đen mù ra, giống như là dầu sơn dầu hắc à, trùm vô thì ngọn lửa vẫn đứng yên, mà đứng yên đó đâu có công dụng gì đâu, không xài gì được hết. Do vậy cho nên là trùm cái bóng lên thì cái bóng nó phải là trong. Cho nên cái người xài kỹ á, những ông già xài kỹ là không bao giờ cái bóng đèn của họ để cho có nám cái khói đen. Ta vặn cái ngọn lửa nó vừa, ta xài cả đêm này qua đêm kia mà đèn vẫn sáng mà nó không có đen. Còn người không biết xài, cố sát dặn lên lửa nó lên ngùng ngục ngục giống như như bếp vậy, rồi nó nám nửa cái bóng đèn ha. Thế thì là cũng lửa đứng yên vậy, nhưng mà ngọn đèn nó còn sáng được có 30-40%, cái công dụng của nó còn có 30-40%. Cho nên ta phải để cho cái bóng nó thật trong. Cái nhà mà có giáo dục đàng hoàng, chiều bữa nào là người ta cũng lấy giải, người ta có cái cây, ta lao hết. Bóng tròn thì lao bằng cái khăn, mà bóng dài thì người ta có cái cây như cái đu tròn vậy đó, người ta mài đó. Còn nếu mà hơi nám nhiều, rửa sạch bóng, là cốt để cho cái ngọn lửa đứng yên thì phải trong, cái bóng phải trong để nó tỏa ra ánh sáng. Ta cần là cần cái đứng yên để là ta cần cái ánh sáng đó. Cho nên cái việc mà tu thiền của Đại Thông Tứ Sánh học cái phẩm này nó bổ vô cùng. Đừng có ngồi cứng khư, đừng có diệt tư tưởng. Tư tưởng nó đâu có tội lỗi gì đâu mà phải diệt nó. Nếu mà cần phải diệt hết tư tưởng, chẳng lẽ thành Phật rồi ông nào ông nấy như là giống như tượng gỗ, tượng xi măng sao? Đâu có. Thành vô thượng bồ đề rồi vẫn nói chuyện như thường, vẫn đi khất thực, vẫn giáo hóa tùy theo mỗi lúc mỗi nơi, không hề có việc cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết của mình. Cho nên cái bài học này là học cái phương pháp tu đó. Tu không khéo mình tu sai không đem lại kết quả cực mà không được gì hết. Cho nên là Đại Thông Tứ Thắng mà ngồi tu định chưa đúng cách đó. Nhưng mà nói như vậy để dạy chúng ta, để dạy cho chúng ta ông Phật mà Đại Thông Tứ Thắng làm cái việc đó, có ngồi thật vậy cũng là để tạo cái cớ cho ông Phật Thích Ca dạy chúng ta bây giờ đấy. Đừng có làm cái kiểu Đại Thông Tứ Thắng. Mà Đại Thông Tứ Thắng sau đó phải có chư thiên tới à trải tòa đem hoa tươi thổi quá làm gió, thổi đi qua hoa héo đem hoa tươi tới cúng dường và hoạt động chư thiên hoạt động, thì lúc bây giờ Đại Thông Tứ Thắng mới thành Phật. Có nghĩa là cái người tu hành phải
phải hoạt động, phải sinh hoạt. Với cái sự sinh hoạt đó là sinh hoạt trên cái chiều thuận, trên con đường giác ngộ giải thoát, trên con đường thơm tho, con đường trong sáng, con đường đẹp đẽ, thì cái sự hoạt động đó vẫn là đi lên bồ đề vô thượng đó. À, cho nên đây là nói tới chư thiên đó nè. Lúc bây giờ chư thiên đến hoạt động, chư thiên đó chính là chư thiên ở trong trong tâm, trong lòng của Đại Thông Chí Thắng, chứ không ai hết á. Mà bắt đầu hoạt động lên thì trí tuệ nó làm việc, bộ não làm việc, trí tuệ nó sanh, nhận thức được chân lý, gọi đó là Phật pháp hiện ra. Hiện ra có nghĩa là trí tuệ bồ đề, nhận thức chân lý nó đến với ta. Nên cái bài này rất là bổ ích. Rồi thì thiền định lâu vậy đó mà Phật pháp không hiện ra. Sau đó tiếp tục thiền định thêm 10 tiểu kiếp mà cũng chưa thành Phật. Cuối tiểu kiếp thứ 10 với sự hoạt động có tính cách cải tạo xây dựng của chư thiên, bây giờ Đại Thông Trí Thắng ngồi lên tòa sư tử mới chứng thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rõ ràng như vậy, pháp tu phải là như vậy, chứ không có ngồi chấp niệm. Còn cái một cái thứ thiền nữa là quá sức hoạt động, hoạt động bằng cái kiểu mà người ta gọi là xuất hồn, là cái đó lại nó nguy cơ khác. Cái người tu thiền mà thả hồn ra hoạt động không phải là như cái thiền định mà chánh niệm như Đại Thông Trí Thắng nói nãy giờ, mà thả hồn đi hoạt động, hoạt động bằng cái cách cái tự thấy mình cân đấu dân giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy, bay 8.000 dặm trong một cái cuộc phi hành phi thân của mình, rồi gặp nào là Nam Cực Tiên Ông, gặp nào là Diêu Trì Kiếm Mẫu, gặp là Thái Ất Chân Nhân, gặp Từ Hàng Đạo Nhân, gặp Quan Âm Bồ Tát, gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế để cự nữ quấn lung tung beng trên trời. Đó là cái loại thiền sai lầm, nó thuộc về thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ tức là dùng cái tưởng tượng, cái ảo tưởng, cái nhận thức bằng ảo tưởng của mình mà cho nó châu du khắp cả bầu trời, gặp toàn là những cái tên ở trong Tây Du Ký và Phong Thần không. Truyện Phong Thần là hai cái thứ tiểu thuyết thần thánh giả tưởng. Bây giờ nó có cái loại là tạp chí khoa học giả tưởng, nó nhất đọc nghe mê lắm. Còn cái chuyện mà Tây Du Ký là cái chuyện Phong Thần, đó là cái chuyện thần thánh giả tưởng. Mà mình xuất hồn mà mình đi gặp mấy cái ông đó thì tất nhiên là nó thuộc về vô sắc giới. Con người đó chìm đắm trong vô sắc giới, trong ảo tưởng, trong quan đường, trong mê tín, trong dị đoan, rất nguy hiểm. Cho nên là tránh, đừng có gửi gắm tâm hồn ta vào cái cõi vô sắc giới nha. Đạo Phật dứt khoát không cho phép, không dạy người đệ tử của mình gửi gắm những cái tâm, gửi gắm tâm hồn mình ở những cái cõi mông lung quyến hoặc, cấm kỵ á. Thành ra là phải tránh tất cả những cái tưởng tượng. Kể cả hàng ngày mà có một số Phật tử còn non lòng yếu dạ, cái phước mỏng, phước đức mỏng, cho nên hay thấy ma thấy quỷ sợ sệt. Chứ cái người phước đức dày không có thấy ma quỷ dễ dàng đâu. Tôi nói thí dụ như đây nè, trong cái chuyện Thí Kiều, mà cái nàng Thí Vân á, thì đầu lòng hai ả tối nga Thí Kiều là chị em là Thí Vân, thì trong khi mà đi chơi xuân, đi thanh minh tảo mộ cái ngày của thanh minh, tiết thanh minh mà, rồi đi ngang tới cái chỗ cái Gò Mã xè xè nắm đất bên đường, tức là cái mộ của Đạm Tiên,
Rè rè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Thế thì là thế dân là cái là Dương Quang nè, cũng như mọi người khác ta đi chơi bình thường. Chỉ có cái nàng Kiều á là xúc động rằng sao trung tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế mà. Tự nhiên xúc động. Rồi Dương Quang là em mới dẫn gần xa đảm tiên, nàng ấy xưa là ca nhi nổi danh tài, sắc một thì xôn xao ngoài ngõ hiếm gì yến anh. Phận hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thắt gãi cành thiên hương. Thiền tình vừa ghé tới nơi thì đà tâm gãi bình rơi bao giờ. Buồn không lạnh ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Rồi bắt đầu rồi khóc bao bao sức sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Bắt đầu khóc. Đã không kẻ đói người hoài, sẵn đây ta thắp một vài nén hương, gọi là gặp gỡ giữa đường, gọi quả là người dưới suối vàng biết cho. Lâm râm khấn khứa nhỏ to, rồi sụp ngồi đặt cỏ dưới mồ. Rồi lấy cây tâm về dịch cây mà viết làm thơ, thơ đoạn trường. Trong khi đó thì thí dân là nhai kẹo siêu quinh gương. À, cứ nhai nhấp nhai trời về tính bơ. Người ta đâu có thấy cái gì. Nhà sư phụ cũng đàng hoàng con. Đã không kẻ đói người hoài, sẵn đây ta thắp một vài nén hương, gọi là gặp gỡ giữa đường, gọi quả là người dưới suối vàng biết cho. Lâm râm khấn khứa nhỏ to, rồi sụp ngồi đặt cỏ dưới mồ. Rồi lấy cây tâm về dịch cây mà viết làm thơ, thơ đoạn trường. Trong khi đó thì thí dân là nhai kẹo siêu quinh gương. À, cứ nhà nhấp nhà trời về tính bơ. Người ta đâu có thấy cái gì. Nhà sư phụ cũng đàng hoàng, còn Dương Quang thì cứ đi chơi. Dương Quang nghe bực mình nói, chị này khéo dư nước mắt mà khóc người thời xưa. Chị quan rằng chị nói hay sao, khéo dư là khéo dư nước mắt mà khóc người thời xưa. Là một lời là một dẫn vào khó nghe. Chuyện của người ta đâu có chị đem vô, chị nói làm như chuyện của chị vậy. À, thì thằng nọ nó cũng nó xin thí dân, nó cho tôi miếng sô quinh gương, tôi cũng nhai nữa. À, thế là tâm hồn của người ta là tâm hồn thoải mái thì nó thoải mái. Còn cái tâm hồn của cái nàng Kiều là tự nó có cái chất bạc mạng ở trong đó rồi. Cái mầm đau khổ ngay ở trong cái nhan sắc của nàng Kiều. Cái mầm đó nó đau khổ ngay trong cái lúc mà người ta tả thứ dân là cái mặt đẹp, mà đẹp khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đón trăng, cười nụ cười như hoa mà nói tiếng nói nó trông như ngọc. Mây thua nước tóc mà tuyết nhường màu da. Một cái đẹp nó bình dị mà nó vẫn đẹp. Trong khi cái đẹp mà nó có cái nghiệp chướng ở trong đó đó. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Cái đẹp mà cái chân mày cũng bắt như là làng thu thủy, nét sơn sơn, qua ghen thua thấp, liễu hồng kém xanh. Nội trong cái chữ đẹp, cái tả cái dáng đẹp là đủ thấy cái cuộc đời nghĩa là đã có cái mầm đau khổ, thị phi, cạnh tranh ở trong đó. Do vậy cho nên là cái sáng tác ra khúc đờn cũng là khúc đờn bạc mạng. Khúc đờn mà đờn Kim Trọng nghe cái là khúc đâu hám sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đâu tư mã phượng cầu, nghe ra như quán như sầu phải chăng. Kê khang này khúc quảng lăng, một rằng lưu thủy hai rằng hàm dân. Qua quan này khúc chiêu quân, nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia. Trông như tiếng hạt bay qua, mà đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau nó sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó mà ngẩn ngơ ngẩn sầu.
khi tựa đối, khi cúi đầu, khi dò chính khúc và khi trao đôi mày. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngấm đắng nuốt cay thế nào, so chi những bậc tiêu tao. Dọc lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Nàng Kiều nói rằng quen mất đất đi rồi, tẻ vui thôi cũng tanh trời biết sao. Lời vàng dân lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng. Thôi thì em hứa em cũng bớt đờn cái kiểu là sầu não này, nhưng mà may ra từ từ sửa. Thế thì là cái con người mà nó có cái chất đau khổ, nó có cái mầm, có cái chủng tử đau thương, nó biểu lộ ngay trong cái nét đẹp. Và trong cái lúc đi thanh minh, người ta nhai sâu bình thường, mình nó đang khóc. Đó. Rồi thấy Đạm Thiên đi xuất hiện hồng rủ, cho tới về nhà mà còn thấy. Nhưng mà sư Minh Quân thì về cũng ngủ ngái khò. Kim Trọng cũng là Dương Quang thì cũng học hành rồi thì cũng chơi đờn chơi địch này kia, chứ chẳng có cái gì hết trơn. Mà nàng Kiều thì về đó đau khổ vô cùng trầm trọng, suốt đêm không ngủ, ngồi mơ trên cái bàn sách dày mà thấy hồn Đạm Thiên, rồi đem lại là 10 bài thơ, toàn là thơ bạc mạng không. Thế thì tôi muốn nói cái điều này để tôi nhắc cái đại chúng rằng là các vị mà thấy quỷ là tại vì trong lòng của các vị có quỷ ở trong. Cái bà Đạm Tiên đó, con quỷ Đạm Tiên đó đâu có ở trong thế gian, đâu có trong Diên Quang, đâu có trong Kim Trọng. Vậy mà nàng Kiều thấy dọc đường về nhà cũng còn thấy. Đó, là chính là nó phát xuất từ tâm mình. Cho nên là Phật tử nào mà cái tâm mà còn yếu đuối á, thì tôi xin khuyên là cái điều này là có, chứ không phải là cái Phật tử đó muốn, không phải là người đó muốn đâu. Nhưng mà tại vì bạc mạng tức là cái phút nó mỏng, tâm hồn nó yếu đuối lắm, thì sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ thứ hết trơn. Mà cái sợ đó là thật sự là tại cái phước của mình mỏng đó, cái mạng của mình mỏng đó, mạng số mạng mình mỏng đó, phước đức mình mỏng đó, chứ không phải là ai cũng phải sợ sệt, ai cũng mê tín cũng dị đoan như mình là không có đâu. Cái người mà mê tín mà dị đoan mà gửi gắm tâm hồn sợ ma sợ quỷ tùm lum đó là phước mỏng. Còn cái phước mà dày là như thế dân là bình thường, trời chỉ làm gì chỉ khóc kỳ, chỉ khéo nói hay sao, một lời là một dẫn vào khó nghe, chuyện của người ta tương quan gì tới chị mà chị khóc chị rên chị kể. Cho nên cái đạo Phật tôi nói không có lợi gì cho tôi hết trơn, nhưng mà điều đau đớn là nếu mà ta không học kỹ thì ta tưởng rằng ta là người đạo Phật, và sự thật ta bỏ rất nhiều thời giờ, rất nhiều công sức ta phục vụ cho, mà cái ta tưởng rằng ta phục vụ cho đạo Phật, nhưng mà nhiều khi không phải, nó không có tương quan gì bao nhiêu với đạo Phật, mà nó trở thành mê tín dị đoan, quyến hoặc, quan đường, ảo tưởng, thì nó phí cái cuộc đời ghê lắm. Cho nên cái vấn đề tu thiền cũng vậy, học ở đây nè, để ý vấn đề tu thiền nè, còn vấn đề cúng bái ma quỷ nè, coi chừng ma quỷ, nó là một loại ở trong lục đạo, mà chúng ta là ta, ma quỷ là ma quỷ. Đạo Phật nói vẫn có quỷ mà, vẫn có Atula, vẫn có quỷ mà, nhưng mà nó là nó, ta là ta, ở chung trong một thế giới gọi là phàm thánh đồng cư, trong đó có cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà nếu ta có cái chất quỷ thì quỷ nó hiện ra trong ta, nếu ta có cái chất địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó mới hiện đến với ta.
Nó giống như là chúng ta, tất cả mọi người chúng ta như thế này. Mà bây giờ nếu mà phân công ra trên một cái hí trường, trên một cái sân khấu, phân công ra anh này đóng khỉ Anuman là thành cái anh đó đó, cái anh kép đó, thành khỉ Anuman trong cái vở kịch mình đang sẽ đa đó ha, là anh này trở thành súc sanh. Thấy chưa? Súc sanh rồi. Phân công cái cô này đóng con quỷ ma vương để phải mê hoặc cho được vua Thiêm, thì cái cô đào đẹp như mơ này nó thành quỷ, thành quỷ để mê hoặc. Thấy chưa? À giờ thì á, ông vua Thiêm thì cũng là bạn bè nhau hết đó chứ, nhưng mà đóng vai vua thì cái kịch Trần Dương này, chúng ta ở trên cái sân khấu của dân kịch Trần Dương này, vấn đề chúng ta đóng đấy, chúng ta có khả năng nào là chúng ta đóng cái vở đó? Chúng ta trong người của chúng ta có cái chất địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì coi như chúng ta bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hằng ngày ta cực tham, cực sân, cực si, thế thì là trong cái ngày đó chúng ta có lúc nào mà ta được an lành đâu? Thế thì coi như đã phân công ta là cái người có cái chất cực tham, cực sân, cực si, thì ta là cái người mà đóng cái vai địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn cái người mà đàng hoàng, sống có luân thường, có đạo lý, có nhân, có nghĩa, thì ta phân cho anh đóng cái vai này là của cái ông gì đó, ông quan gì đó, hoặc là cái nhà của một người lương thiện nào đó, thì coi như cái người đó người ta có cái chất, đời sống của người ta có khả năng tu tam quy ngũ giới trọn vẹn, thì đóng cái vai của một bà má, một ông trưởng giả, nhà giàu, có nhân, có đức, đó là đóng vai của con người. Rồi á, anh nào đó trong cái bộ vở kịch đó ta đóng cái vai Tề Thiên Đại Thánh, đóng cái vai Satan bát giới, đều là do cái khả năng của cái người nghệ sĩ đó có mà ta phân công, ta phân vai. Thế thì chúng ta cũng vậy, tất cả đều là Phật hết, nhưng mà do cái phiền não vô minh của chúng ta nhiều hết cỡ nào mà phân vai ra làm địa ngục có, ngạ quỷ, súc sanh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Chừng nào mà ta lột hết bỏ tất cả cái vai đó, có nghĩa là phiền não vô minh ta bỏ hết, thì ta trở về cái địa vị Phật bằng nhau, một địa vị bằng nhau. Ta là Phật bằng nhau hết. Nhưng mà giờ đóng vai quan thì ta cho anh tôi mặc là mũ áo theo quan. Khả năng anh đóng khỉ Anuman thì ta cho anh mặc đồ khỉ lông lá vô. Đó vậy đấy. Cho nên chúng ta đừng có sợ cái gì hết. Người nào mà thấy quỷ hoài là người đó kiểm tra lại cái chất quỷ ở trong mình, trong người mình còn dữ lắm đó. Bây giờ bắt đầu hiểu Phật rồi, đừng có tin cái đó nữa, đừng có sợ cái ma quỷ đó nữa, mà phải hiểu rằng nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Không cúng bất cứ một thứ quỷ thần nào, từ đâu tới, ai tuyên truyền cũng không nghe. Mà nếu mà nghe là chất quỷ trong mình nó mạnh quá, cho nên mình mới nghe đấy. Tình ta học kinh này nè, ta để ý những cái đó. Đó là tôi dẫn cái chuyện nàng Kiều nãy đó, cũng đồng thời đi chơi nhau. Mà Duyên Quang và Thế Dân thì nhai sung ngủm bẻm hoài, tâm hồn thoải mái. Nhìn cái ngày xuân con én đưa thôi, thì quan chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một dài bông hoa. Tôi vẫn thấy đẹp đó chứ, nha xuân vương chơi mà. Trong khi nàng Kiều thì khóc lóc thảm thê ê chề, thương thân tất phận, thương người ta rồi nghĩ tới mình cũng sẽ như vậy. Đâu phải ai cũng như vậy được, tùy theo cái khả năng, cái vai mà người ta phân công đóng chứ. Mình có khả năng đóng vai quan, đóng vai hoàng tử, thì ai mà phân công mình đóng con Thanh Ngưu để cho Tôn Tẩn cởi bao giờ? Không, cấp nhất mà ai phân vai đóng con trâu xanh,
Tại anh có khả năng, anh không có đóng vai hoàng tử được, công nương được, thì anh phải đóng tuồng sức, là anh đóng con trâu để cho Tôn Tấn cởi. Là tại vì cái vai của anh khả năng anh có đó. Còn ta làm quan thì người ta mão cao áo rộng đẹp đẽ, mọi người trên thế gian này đâu có phải rằng hồng nhan tử nghìn xưa, cái điều bạc mạng có chừa ai đâu. Ủa sao vậy được? Đâu phải không chừa. Chừa chứ, chừa thí dâm đó, chừa đàng hoàng đang nhai sư huynh gươm nè. Có đau khổ gì đâu, có khóc than gì đâu. Dưới mắt thí dâm vẫn rạng rỡ đẹp đẽ, chứ đâu có ảm đạm. Cho nên là mấy bài này nó hay lắm. Tục ngữ Tây Phương có cái câu mà ta dịch ra cái ý nghĩa: anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, thì tôi sẽ nói anh là người thế nào. Rồi bây giờ mình diễn đạt lại: anh hãy nói cho tôi biết cái đời sống sinh hoạt của anh là người thế nào, thì tôi sẽ nói anh là người thế nào. Hằng ngày anh cứ giái cúng ma quỷ không, tức ngày anh là thuộc về quỷ rồi gì nữa. Nếu chủ không phải là quỷ thì ai đi mời khách quỷ tới chứ. Thường mời khách quỷ tới có nghĩa mình là quỷ. Cũng như tôi là một nhà thơ thì tôi mời bạn tôi là nhà thơ. Tôi là nhạc sĩ thì bạn tôi là Phật Diệu là nhạc sĩ. Chứ tôi đâu có mời mấy anh nông dân lại nói chuyện có được gì với tôi đâu. Mà cái chất của tôi là quỷ thì tôi mời hàng ngày và mời quỷ tới. Còn cái chất của tôi là Phật thì là trong nhà tôi là nói cái gì của Phật, chữ nghĩa của Phật, bàn thờ của Phật, thờ Phật chứ không có thờ ai nữa. Cho nên cách đây năm 45 năm, cái phong trào vận động mà chấn hưng Phật giáo cả nước đề xuất ra cái cách mà thờ phượng, chỉnh đốn cái đường lối giáo dục của tăng già. Chính tôi học cái đó cho tới ngày nay tôi mới bằng lòng làm thầy chùa đó chứ. Thờ một ông Phật duy nhất chứ không có thờ ông nào khác. Chúng ta là đệ tử của Phật Thích Ca, Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta. Chúng ta tu hành theo đạo Phật là chúng ta hướng về Phật. Hằng ngày đời sống của chúng ta, trong tâm ta luôn luôn là ta phải bồi dưỡng Phật chất của ta, chứ không có hướng về đâu nữa. Còn mà thờ đủ thứ ở trong cái chùa đó, có nghĩa là cái người đó ở trong đó có hồn, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có quỷ thần, có, cho nên thờ loạn xạ. Y chân như vậy, thờ loạn xạ có nghĩa là cái tâm hồn của người đó loạn xạ, có đủ chất liệu đó trong đó. Mà như vậy là cái tiêu biểu đó nó không tốt. Cái tiêu biểu phải một ông Phật duy nhất, luôn luôn là phải nhớ tới Phật, phải trao dồi hạnh Phật, lời nói của Phật và hướng về Phật, chứ không hướng về ai nữa hết. Cho nên tôi đi tới những cái chỗ mà thiệt giàu có tiền bạc, bỏ vô hàng trăm triệu này qua trăm triệu khác, có thể tới bạc tỷ lần á, mà tôi nhìn thấy cái cách mà trang trí thờ phượng đau nhói cả tim gan. Thờ tốn bạc tỷ mà chứng tỏ rằng là cái hồn nó đủ thứ ở trong hết đó, mang cái danh nghĩa là cái chỗ là đào tạo, là dạy người hướng về con đường vô thượng bồ đề, nhưng mà kỳ thật cũng có trong đó đủ thứ. Thật
Thành ra cái thời gian đó, cái chủ trương của giáo hội từ Nam chí Bắc hoạt động được có một thời gian, sau đó rốt cuộc rồi y như là cái ao bèo, cố sức mà quăng một cục đá cái đùng xuống cái nó giạt bèo ra. Giạt bèo ra rồi cái rồi nó từ từ cái bèo nó hiếp trở lại, cũng đặt trên mặt nước hết trơn, chẳng còn cái khoảng nước trống trong nào để mà ảnh hiện cái bóng trăng sao trời xanh được nữa hết. Thành một ao bèo nước tù và toàn là bèo, nuôi dưỡng toàn là cái thứ phần bèo bao quản nước xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên đó, thì làm sao mà chiếu mà in hình được trăng sao đẹp đẽ trời xanh gió mát chứ. Chỉ còn cái loại mà lên đên đâu nữa cũng là lên đên, nó che đậy hết trơn những cái đẹp đẽ của trời xanh, của mây bạc. Thiền định nhằm dứt bạc tâm thức, hiểu như chánh niệm là không tốt đâu. Trong Phật pháp gọi đó là khô định. Thứ định mà không có tuệ, nó chỉ có công dụng phá ma quân. Phá ma quân tức là nó chặn đứng những cái vọng tưởng. Ma quân đây nè, chữ ma này là phải học đó nè. Thiên ma là phải học, thiền não ma là phải học, ngũ ấm ma là phải học. Đó, ba cái thứ ma đó là ma đó phải học à. Nó là ma đó. Thiên ma là cái loại mà cái nàng gì mà nó lôi kéo ông vua Thiêm á. Nó nói này, Dương huynh ơi, Dương huynh nên đi hưởng lạc với em đi. Dương huynh nhớ chi cái nàng hoàng hậu mà Dương huynh đau khổ ngày đêm vậy, thì chẳng lẽ mình làm một vị vua vậy mà chỉ có một bà hoàng hậu đó, chẳng khác nào đại huynh đi lên đi xuống con cái đồi một sao. Nhớ như vậy hoài, chẳng lẽ ôm ấp cái tư tưởng đó, chẳng khác nào mình làm vua mà mình lội tới lội lui con sông sao. Ờ thôi thì đừng có nhớ nữa, giờ đi theo em đây để lội cho được nhiều sông nhiều biển, để đi cho được nhiều đường trên cái đồi, để rồi lãnh Siddha tự giận. Nhưng mà tôi coi cái tuần đó tôi rất thích ông Vua Tiêm thật là một con người đã lỡ lầm rồi, giết vợ rồi là thề chết chứ không lội sông khác, không đi lên leo, không leo đồi khác, thấy không? Mà giữ cái con đường cũ mà mình đã lỡ lấp đó rồi, không đi đèo nào nữa, không đi đồi nào nữa, một cái tấn lội sông nào nữa. Dù sông đó có nước trong, có đẹp, có rải hoa thơm đi nữa cũng không lội. Ông Vua Tiêm độc đáo. Ủa mà tôi nói cái tuồng đó chỉ có mình tôi coi, các vị không coi, tôi nói giống như tôi khùng. Xin lỗi. Có những vị không có coi cái tuồng đó, tôi nói vậy là kể giống như tôi khùng rồi chứ gì nữa. Có ai biết câu chuyện đó là sao đâu. Mô Phật, cái đó là gọi là chủ quan. Chủ quan mình coi cái tuồng đó rồi mình tưởng đó người ta coi hết, ngồi nói ra thôi rong tưởng ngon, ai về đâu thành ra giống như khùng. Xin lỗi, ngừng cho đó. Thành ra là ma đấy, cái loại đó, cái loại ma là ma cám dỗ mê hoặc đó, ta gọi là thiên ma đó nha, chứ không phải ma nào nữa hết trơn á. Cái đó là cái mà mê hoặc, cái cám dỗ là gọi là thiên ma. Nó có sức cám dỗ lôi kéo ghê gớm lắm. Nó đưa mình tới cái chỗ mà mất chánh niệm, mà vượt ra ngoài cái đạo đức, cái lễ giáo, cái giải thoát giác ngộ. Thế thì thứ đó ta gọi là thiên ma.
Còn phiền não mang là kiến tư hoặc, tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẩm hạnh phú não tật sen, vân vân. Cái đó là ma đó. Phải sợ cái thứ ma đó, phải nhìn mặt ma đó, để cho nó khi nào mà nó bén mảng tới trong tâm hồn ta, tới vừa tới cửa ngõ ta, hoặc là nó vào cửa ta, phải biết nó, nhìn nó là nó tự biến mất. Phải nhìn tận mặt. Cái loại ma rất là nguy, nhưng mà biết nhìn nó là nó biến mất. Cũng giống như là mình đang sân cực độ ha, nhưng mình nhớ lại, à tham sân si này là một cái thứ tam độc của Phật dạy. Ê, chẳng đứng mày lại, mày là sân, là nó biến mất ngay. Cho nên lấy con mắt Phật, gọi là Phật nhãn hay là tuệ nhãn đó, nhìn ma, ma mất ngay. Khởi một ý niệm tham lam hết sức là tồi tệ, phi luân thường đạo lý luật pháp của xã hội. Nhưng mà nhớ lại Phật, cái giới gì là nhị giết bất, bất đạo, tức là không được tham á. Nhớ tới cái lời Phật dạy là vô tham đó. Thế thì nhớ lại Phật là coi như là mình nhớ Phật, cái mình nhìn nó cái là con quỷ tham mất, biến mất ngay. Cho nên là cái thứ ma đó đó, cái thứ phiền não ma đó, mình phải học từng tên một, và phải tưởng tượng nó, từng hành động của nó di chuyển. Và lúc đó mình nhớ Phật, mình niệm Phật một câu thôi là ma đó biến mất ngay. Hoặc niệm Quan Thế Âm cũng được. Quan Thế Âm là hãy niệm Quan Thế Âm là ma quỷ đều của tiêu hết. Ngay cái lúc mà nó khởi cái niệm cực tham, cực sân, cực si, niệm Quan Thế Bồ Tát là nó biến mất. Đó là tôi gọi là phiền não ma. Rồi ngũ ấm ma là cái thân này nè. Thân này nó tích tụ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó cũng có thể làm khổ ta nhiều, nhiều cách. Nếu ta không có tỉnh thức, ta không có chánh niệm thì nó cũng có thể làm khổ ta. Nó xúi dục ta làm những điều sai trái về thân. Nó xúi dục ta nghĩ những điều sai trái về ý. Nó xúi dục ta nói những điều tội lỗi, lợi mình hại người về giọng ngôn ý ngữ, lưỡng thì ác khẩu. Thế thì là cái thân của ấm kết hợp này là không khéo, không có tỉnh thức, không có trí tuệ, không có chánh niệm, là nó là một thứ ma. Nó xúi quẩy, nó xúi dục ta, tạo ra những nguyên nhân khổ sở, đau đớn từ đời này tới đời khác. Cho nên ba cái thứ ma đó là mới là đáng nhớ, mới là đáng sợ. Còn cái quỷ bên ngoài đó không hề, trong đạo Phật không bao giờ nhắc nhở và bảo ai phải sợ nó, dù biết nó là một đạo ở trong lục đạo luân hồi. Muốn thành Phật phải chuyển hóa các cái tâm sở, cải tạo cái tánh xấu, xây dựng cái đức tốt, ngăn dứt cái việc ác, phát triển cái hạnh lành. Khi tột đến cái đỉnh cao của trí tuệ, lúc bây giờ gọi đó là thành Phật. Đấy, thành Phật là vậy, là cải tạo những phiền não vô minh, những cái đức tánh xấu của phàm phu. Phải nhìn, phải tập nhìn sự vật hiện tượng, nhìn vạn pháp bằng những cái thứ mắt của pháp nhãn, của tuệ nhãn, của Phật nhãn. Phải nhìn bằng con mắt đó. Con mắt mà của Bồ Tát á, ta nhìn bằng con mắt của Bồ Tát, tức là tuệ nhãn đó. Nghĩa là con mắt vẫn là xài con mắt này, nhưng mà ta nhìn sự vật hiện tượng, ta nhìn vạn pháp, ta thấy rõ cái tính chất của vạn pháp là dai,
Dạ không, đó là ta nhìn bằng con mắt của Bồ Tát đấy, nhìn bằng tuệ nhãn đấy. Còn ta nhìn mà thấy giảng pháp là hoàn toàn là thật có, mà ta đang cạnh tranh trong giành tài, trong cái dòng mà sắc cái tài này, danh này, lợi này, thị phi nhân ngã này, triệt hạ nhau nè, khuynh lắc nhau nè, tàn sát nhau nè, thì đó là ta nhìn vũ trụ vạn hữu, nhìn vạn pháp bằng con mắt của phàm, của phàm phu, gọi là nhục nhãn. Chứ cũng con mắt này, con mắt của thiền sư mình nhìn vào cái hoa này, cái bình hoa này, là ta thấy cái bình hoa này, trong này có mặt trời, có mặt trăng, có sao, có biển, có mây đen, có trời sấm sét, có nước mưa, có rác, có phân, có đất, có oxy, có carbonat, có bồ tát, có kali, có CO2, là NC4 gì đó, vân vân, vô số. Từ những cái tính cách đó mà nó duyên khởi, nó hình thành ra cái hoa này. Cho nên cái hoa này nó có từ cái chất liệu không có của các cái chất vừa nói, mà nó tác động, nó duyên khởi, nó hình thành ra cái có. Do vậy cho nên là nhìn bằng tuệ nhãn thì cái có này là có chẳng khác không. Mà cái không ở trong mặt trời, trong mây đen, trong nước mưa, trong biển, trong đất, cái không đó chẳng khác có, vì nhờ có tất cả những cái đó mới có ra cái hoa này. Vậy thì có chẳng khác không, không chẳng khác có là không, mà không là có. Đó là ta nhìn sự vật hiện tượng bằng tuệ nhãn, đó là nhìn bằng con mắt của Bồ Tát đấy. Còn nhìn thấy cái hoa này á, của anh ta trồng trong công viên đẹp đẽ, chăm sóc vậy, ta để cấm hái hoa, đã là kém văn minh rồi, ta mới để cái bản đó, chứ người văn minh không ai để bản đó. Mà đây ta để bản cấm hái hoa rồi. Vậy mà còn dầm coi mấy cái anh bảo vệ vườn không có hay không, bẻ vài cái bỏ vào vỏ, thế là bỏ mất đi cái nhân phẩm, cái tư cách của con người mình, của chính mình rồi. Mà mất đi nhân phẩm, mất đi tư cách như vậy, sống một đời không có dã man, không văn hóa, không có văn hóa như vậy, có cái tư tưởng lạc hậu, không văn minh như vậy, là do cái gì? Là do thấy vạn pháp dài vậy, có một cách khùng điên, một cách quên mình. Đó, cho nên mới sinh ra, trở thành ra người ăn cắp. Là người ăn cắp như vậy, nó làm cho mình trở thành một người kém văn hóa, kém đạo đức, là tại vì thấy vạn pháp giai có. Thấy được tính chất vạn pháp giai không rồi, người ta vẫn thưởng thức cái hoa. Nhưng mà thưởng thức rồi thì thôi, thưởng thức rồi thôi. Chứ Phật màu đó đi ngang vùa rừng hoa đẹp, Phật cũng nói rừng hoa đẹp vậy chứ bộ. Chứ đâu phải là Phật con mắt thành Phật rồi là con mắt không thấy được. Hoa đẹp vẫn đẹp, nhưng mà Đức Phật là cái người mà đầy đủ trí tuệ rồi, người ta biết nhìn đời. Nhìn đời như nhìn cái ống kính dạng hoa này, ống kính mua ngoài chợ đó, nghiêng vậy nè, trong này nó biến hóa vô cùng vô tận, những cái hoa xanh vàng đỏ trắng tím nâu nó biến ảo như là không bao giờ mà trùng lập. Nhưng mà với điều kiện là phải lấy xây cho những cái cọng ni lông, những cái cọng giấy đỏ xanh đen ở trong nó phải là đổi chỗ thì nó phải là rơi rớt lộn xộn. Thế thì là nhìn về á, suốt ngày này qua ngày kia không bao giờ có trùng lập, đẹp lắm đấy chứ. Nhưng mà đẹp phải là nhìn cái kiểu phải xây, chứ nếu mà nhìn hoài có một chỗ thì cái đẹp đó nó mất mát, nó lỗ lã biết là bao nhiêu. Có phải vậy không? Ta nhìn ta thưởng thức cái đẹp mà ta biết bỏ nó đi, thì ta nhìn ngày nay qua ngày kia không bao giờ có cái đẹp trùng lập. Đó là của cái người trí, cái người biết chơi cái ống kính dạng hoa này. Còn nếu như chơi với kẻ ngu quá, nhìn về để cái là để hoài đây, trời ơi sao đẹp nữa, nó đẹp trùng trùng vô tận, mà ta chỉ còn thưởng được có một cái đẹp thôi sao, chẳng phải ngu là gì. Cho nên Như Lai vẫn nhìn tất cả những cái đẹp trên cõi đời này, nhưng mà Như Lai
hiểu biết rằng là đó là cái sự vật vô thường, nó biến chuyển như vậy. Và ngay cái bản chất của cái hoa này là đang có này là chẳng khác không, không chẳng khác có, và có nó đẹp vậy chứ mà ăn cắp bỏ nó vô vỏ rồi đi coi mấy thú hồ thấy queo hết trơn à, nó queo hết trơn rồi bỏ lên vỏ rác, vỏ rác rồi thành ra phân, phân thì nó lại bồi dưỡng cho các cái thực vật khác, các cái thứ khác. Thế thì là chẳng phải là có chẳng khác không, trong không chẳng khác có, mà có rồi trở thành không, nó vậy đó. Cho nên chúng ta gọi là nắm vững chân lý, bồi dưỡng trí tuệ, nhận thức được chân lý, sống theo chân lý để mà hưởng cái niết bàn vĩnh cửu. Cái cách của đạo Phật là vậy thôi, chứ không có sợ cái ông gì hết trơn, không có cúng cái ông gì hết đó. Mà tu theo đạo Phật là không cần cúng bất cứ một ông gì, mà chỉ cúng dường Phật thôi. Nhưng mà cúng dường Phật là đừng tưởng là Phật ham thọ dụng rồi cúng cho Phật nha. Cúng Phật có nghĩa là phải cung cấp, phải dưỡng nuôi cái tuệ giác, cái đức tánh mà tỉnh thức sáng suốt, nhận thức rõ chân lý của chính mình, ta gọi là cúng Phật đấy. Nên cúng Phật thôi, ngoài ra không có quỷ thần nào đáng ngán hết, mạnh nào làm lấy ăn mà. Có ai cho ai được đâu, trên đời này không có ai cho ai hết, ai làm lấy ăn. Thì quỷ thần là cái thứ gì mà không làm để cho người ta cúng ăn? Mà nếu thật sự quỷ thần mà chờ người ta cúng ăn là quỷ thần đó sẽ ốm còn hơn là con gì ốm nhất ha. Sâu sẽ ốm, trời đất ơi, sâu mà nó ăn cây trúc đạo của tôi là con nào lấy mà ngón tay cái vậy, nó dài như vậy, nó mập thù lù á, sâu gì ốm. Cái con ốm là con gì, cái con trên đời này là có cái con gì, những cái con vịt giải, con gì mà cái nó giống như con mũi mà nó bự mà nó đeo lên vết mà nó cứ quay vậy nè đó. Người ta gọi là con vịt giải, con gì đó ha, nghĩa là cái giò nó nhỏ xíu bằng cái xì chỉ vậy đó, mà nó đậu nhất là cứ nó quay vậy. Nếu mà quỷ thần mà nhờ người ta cúng để mà ăn á là nó ốm như cái con đó rồi. Bởi vì nó không làm, nó làm biến thì là đồ ăn ở trong nhà nó đâu có, nó chờ người ta cúng. Mà thử hỏi cho nội đây bao nhiêu người, đây là được bao nhiêu người cúng chứ, đâu phải người nào cũng tin được, cũng bằng lòng cúng là hết cho quỷ thần đâu. Thế là y sẽ ốm vô cùng vô tận. Do vậy cho nên cái việc cúng của ta đó là không có chân lý gì trọi trên. Đừng có cúng mất công, đừng có tưởng quỷ thần nó ngu mà nó để cho nó đói cỡ đó. Nó phải tự có phước báo của nó, phải tự có nguồn sống của nó chứ. Chứ chờ người ta cúng, trời ơi biết chừng nào. Đây này, xin lỗi đây nè, nội đây có bao nhiêu, trong tháng có bao nhiêu người cúng? Nó có cúng nhiều. Mà quỷ thần thì tất nhiên là chẳng phải một vài mạng. Mà nếu nó nhiều cả cái xã hội quỷ thần thì là chờ người ta cúng ít xịt vậy lấy gì ăn. Cho nên là không có cúng. Người ta có cái cách của người ta, ta sống theo cái kiểu của người ta. Mà cái đó là gọi là cái y báo, cái phước của người ta. Không phải do mình cúng quỷ thần mới no. Nói như vậy không có nghĩa là mình miệt thị quỷ thần là gì của người ta. Ta không có tương quan với mình. Người ta có cái phước của người ta ăn theo cái kiểu của người ta. Tôi nói ví dụ như giờ mình cho người Âu Châu mà mình đem ra đây rồi mình mua mắm sạch rồi đem về mình kho với tép với thịt ba rọi rồi mình lấy rau dừa mình cho người Âu Châu ăn, họ có chịu không? Trời đất ơi, nó đâu có chịu. Là tại vì cái khẩu vị của người Âu nó khác. Còn quỷ thần thì là nó có cái kiểu khẩu vị của nó khác. Cái đó tôi nói vậy đó mà các vị về suy nghĩ kỹ, đó không phải chuyện là cố ý mà nói xấu người ta, nói xấu quỷ thần, mà đó là chân lý á. Quỷ thần nó có khẩu vị khác,
nội cái Nam mà Trung Bắc cái này mà khẩu vị còn khác mà. Khẩu vị của người Bắc mà chính thống đó, có những cái miền Nam ăn ăn được mà có những cái ăn không ngon lành hết đó. Khẩu vị của miền Nam đem nấu ăn ngon của miền Nam mà đem cho miền Bắc người ta ăn không ngon. Còn nói chi quỷ thần với mình là nó khác quá xa, cho nên không có cúng quỷ thần, chỉ cúng Phật. Mà Phật là Phật tâm, là Phật tánh. Mà mỗi một lần, mỗi một lần mà chẳng đứng được tham sân si là cúng Phật một một cái số sinh tố protein cho Phật rất là dữ đó. Rồi mỗi một lần mà diệt trừ được phẫn hận phú não tạc sang là cúng Phật một số protein và vitamin, nghĩa là Phật lớn lên, Phật tâm Phật tánh mình lớn lên, tăng trưởng lên mà không cần đồ ăn. Cúng bằng cái kiểu đó, tham sân si nổi lên, nhìn tận mặt đó là nó là ma mà, nó là ma phiền não mà, là nó biến mất, đó là cúng Phật. Phiền não nổi lên, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình thấy nó rồi vậy, mình thấy con ma phiền não rồi, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là nó biến mất, đó là cúng Phật. Phật tánh của mình coi như là cung cấp thêm chất dinh dưỡng để nó tăng trưởng lên mãi cái Phật tánh của mình. Thành Phật là cái đích đến của một con người tu tập mong cầu. Nhưng cái vai trò của một vị Phật mà dừng ở đây thì chưa trọn vẹn, dù pháp Phật hiện ra, bởi vì thành quả đạt được đó chỉ mới hoàn thành bên cái mặt tự giác tự lợi, còn cần có sức cảm hóa giáo dục và truyền bá cái chủ nghĩa, cái đạo lý giải thoát giác ngộ đến mọi tầng lớp con người để hoàn thành nhiệm vụ giác tha lợi của một vị Phật. Cho nên Phật là cái ông như thế đấy. Cho nên Phật tử để ý đừng tin bất cứ một ông họ xưng họ là họ tu cái kiểu gì, họ xưng họ là Như Lai Thế Tôn gì đó. Chúng ta chỉ cần nhìn cái hành động của họ, họ có khả năng tự giác hay không, tức là họ có khả năng tỉnh thức, chánh niệm, sống đúng chân lý hay không về phần bản thân họ, và họ có đủ khả năng họ đem cái đức tính tự giác trong sáng đó họ truyền đạt cho người khác nhờ cậy hay không. Đó là cái nhiệm vụ giác tha họ phải làm cho được, nếu được đó là một Như Lai. Dựa vào cái tiêu chuẩn tự giác và giác tha mới là một đức Phật. Điều kiện và hoàn cảnh của Phật Đại Thông Trí Thắng thì trước cảm hóa cho người thân và dần dần cảm hóa những người thân của người thân, làm cái việc cảm hóa giáo dục truyền bá chân lý, nói cách khác là truyền bá chánh pháp cho đến hết cuộc đời ngài mà người đời hiểu là Như Lai diệt độ. Một đức Phật là phải vậy đó. Tự lợi xong rồi lợi tha cho hết cuộc đời thôi, chứ không được làm cái gì khác. Đó là cái tiêu chuẩn của một Như Lai trong quá khứ, xa xưa, và Phật Thích Ca hiện tại cũng phải làm vậy thôi. Làm khác đi, lập mục tiêu tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, là họ tự xưng là ông gì mình cũng đều kính như diễm chi, nghĩa là mình không phản đối, không công kích để nó sinh ra phiền não, ra đau khổ với nhau. Nhưng mà nhất định mình không tin người đó. Hết giờ rồi, dần gần đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng. Ở
Phật đạo vô thượng thể nguyện.